chưng người đời. Vì người ta lấy danh thầy ra hứa, chính tôi được Thiên Chúa sai tới cứu muôn dân. Này anh em chớ nghe lời nhỏ to, hoặc buồn lo thấy tai họa đâu đó. Hãy theo lời tuyên sấm chờ tới khi quang lâm. Vì tin theo Chúa, chính anh em bị gánh ghét nhiều. Nhưng ai kiên vững sống tin mừng sẽ được cứu thoát. Vì Chúa trên trời biết khi rơi sợi tóc trên đầu. Nên ai cố gắng dám hy sinh sẽ được phúc vinh. Này anh em hãy coi chừng người đời, vì người ta sẽ truy lùng tra bắt, sẽ trao nộp tra tấn, sẽ kết án anh em. Này anh trước quan tòa người đời, đừng buồn lo kiếm chi lời cho khó. Chính Thánh Thần Cha đó người nói trong anh em. Vì tin theo Chúa, chính anh em bị gánh ghét nhiều. Nhưng ai kiên vững sống tin mừng sẽ được cứu thoát. Trên đầu nên ai cố gắng dám hy sinh sẽ được phúc vinh. Dẫu cho người một nhà, mà mẹ cha sẽ trao nộp con cái. Giữa huynh đệ chia rẽ sẽ tố cáo trao quan. Này anh em chớ lo sợ người đời, dù người ta có tiêu diệt thân xác, thế nhưng hồn trong Chúa người vẫn luôn yêu thương. Sống tin mừng sẽ được cứu thoát. Vì Chúa trên trời biết khi rơi sợi tóc trên đầu. Nên ai cố gắng dám hy sinh sẽ được phúc vinh. Này anh em hãy nghe từng lời này, là phàm ai dám tuyên nhận danh Chúa. Trước thiên hà không xa ta sẽ nói nơi Cha. Này anh em hãy nghe từng lời này, là phàm ai trôi không nhận danh Chúa. Khiến ta đành quên nó ở trước thiên nhan Cha. Tin mừng sẽ được cứu thoát. Vì Chúa trên trời biết khi rơi sợi tóc trên đầu. Nên ai cố gắng dám hy sinh sẽ được phúc.